Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mồi Duo International đầu bộ tại shop thế giới đồ câu rất là nhiều. Một cái hãng mồi nổi tiếng của Nhật, Duo International. Tất cả những sản phẩm ở trong khung hình video này đều là made in Japan hết tất cả mọi người ha. Và chắc là những người mà đi câu cá rất là rành thì đều biết đến cái hãng này, một cái hãng đồ câu mồi câu rất là nổi tiếng. Và ở đây thì shop có về những cái dòng sản phẩm bán chạy nhất trên cái thị trường Việt Nam, đó chính là những cái dòng sản phẩm cái mồi dạng như là nó nhỏ đấy, nên nó kích thước nó nhỏ dùng để câu những người mà trải nghiệm câu lure ở những cái gành này, hay là những cái nơi mà cảng này, rồi là và câu ở những cái sông hồ thì đều được ha. Thì bây giờ shop về mấy loại như thế này. Đây là một cái loại, đây là một cái đó, thì các bạn cùng xem chi tiết cái dòng sản phẩm này. Đây rồi, bây giờ xem cái thông số con mồi này rất là đẹp nhé. Về cái nước sơn thì các bạn khỏi chê về cái dòng Duo International này rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái thông số của cái con này. Đây là Ryuki, con này là có 9 gram và chiều dài là 7 cm. Tất cả ở trong này thì nó đều có cái tạo cái chuyển động, tạo cái action đấy. Cái Duo International.gp là sắp bằng ha. Rồi, và cái sản phẩm này thì có mặt tại cửa hàng. Đây là mình giới thiệu cho các bạn, nó có một số màu như thế này luôn ha. Đây, đây. Và ở tiếp theo qua bên đây thì là một cái dòng sản phẩm nữa của hãng Duo, nó nhỏ hơn. Đó. Chưa thì là câu là chưa dính cá thì dính tay này. Đấy, nó nhỏ hơn. Đó, mọi người cũng xem chi tiết ha. Rồi. Thông số của sản phẩm này thì là đây, thông số của nó là đây. Thông số là 48mm và 3 gram. Đó, 3 gram, made in Japan ha. Rồi, đây đó cũng là một cái dòng sản phẩm của hãng Duo. Đó. Con Whopper Mini thì, nó nhỏ ha. Đây, cái này cho xem cái thông số phía sau luôn ha. Đó, xem thông số phía sau là 4mm 3 gram ha. Rồi, lưỡi số 2. Đây là lưỡi số 12, lưỡi số 12 rồi. Rồi, bên này thì là một cái con nữa. Đây, spin rồi. Con này thì có cái thông số là 7 gram 35mm, lưỡi số 14, made in Japan luôn ha. Rồi, thì bây giờ mình vừa review qua cái dòng sản phẩm mồi Duo này. Thì những người mà quan tâm về cái dòng sản phẩm mồi Duo này ấy, thì hãy kết bạn Zalo với số điện thoại ở trong video, hay là để lại bình luận, thì bên shop sẽ tư vấn chi tiết những cái dòng mồi phù hợp với những loại cá mà các bạn muốn câu. Và nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những cái video về các dòng sản phẩm mới nhất về đồ câu cá trên thị trường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.